À, Ừ. lá đu đủ này cô Alo. chú anh chị. Mình kho với gì đây? Có lá. Là quả nào đắng á? Dạ. Cá khô anh giả ra. Dạ, cho nó Cho nét ra. nát rồi mình chiên nhiều. Đôi khi hết gạo thì anh có khi nào anh ăn bắp từ cơm không? Có Dạ. ăn thấy không á, gạo bây giờ Dạ, đây là bắp này, bắp răng. đen. Dũng xin chào cô chú anh chị đã đến với kênh cô Dũng nha. Dũng chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại Dũng đang ở trên núi thì tiếp tục cuộc hành trình để hiểu hơn bà con trên đây. Dũng đi vào một cái đồi núi khác theo một người anh ở vùng biển này chia sẻ cho Dũng. Trên đây bà con đa số làm hòn rào á. Thứ nhất là bằng cây, thứ hai là bằng đá. À, củi bà con chặt đến đây nè. Đây là củi ngõ. Bà con làm bằng cây tre. Bên kia là mình rào, mình phân chia ra để nuôi một cái con heo gì đó hay sao á. Chắc Dũng nghĩ là nuôi heo rượu á. Mình chất cái đá lên á, làm hòn rào luôn. À, khỏi phải mình đi chặt cây. Tại vì ở trên đây á, đa số là núi với đá. Nên bà con tận dụng luôn. Đá này, đá rồi còn xếp chồng một cái vòng tròn luôn để bao lại thành một cái vùng đất của mình ở. Người anh mà Dũng nhờ là đứng đây. Cái cây trồng nó bao lại cho khỏi gà nó mổ này, cái cây bên trong á. Cái chuồng cũng làm bằng đá luôn. Bà con đa số làm bằng cái chuồng này này, nuôi heo lụ này, nuôi gà này. Dũng đi trên đây là Dũng thấy 10 nhà hết 7 8 nhà là nuôi heo với nuôi gà này. Tại vì trên đây á mình kiếm cái thu nhập thêm, khi nào mà có bắp rửa mình cho nó ăn nó tiện hơn. Nhìn mấy ảnh nằm này, dễ thương nghe chưa. Gà mà thả núi trên đây này, khi mà mình ăn thịt đó nó rất là ngon luôn. Tại vì là những cái con gà này nó chỉ bắt cái mồi sống thôi, nó ăn thôi. Bên đây bà con có nuôi mấy con vịt xiêm nữa. Trước mặt nhà của bà con có trồng ba cây đu đủ. Đu đủ đực nè, nó không có trái, nó chỉ bông nè. Cái bông này mình ăn rất là tốt luôn nha, có thể trị bệnh cho cô chú anh chị. Ba cây mà hai cây nó, hai cây đực một cây cái. Cái đây anh bảy hả? Bắn đi sang Dạ. Ui, cái răng gì đây anh? đang sọt Răng răng sóc luôn hả? Dạ, anh cho em xin phép em gắn cái mic lên cho anh nói chuyện rõ hơn nha. Cái đây nó thu tiếng anh chứ không có gì hết á. Để cho mình nói chuyện rõ hơn á. Nói gì đâu anh. đâu gà chim á, chim Chim gì anh? biết nữa Anh bắn xong anh lấy lông á, anh teo lên luôn. à. Mình teo lên đây là để cho khô mình làm cái Đem gì giặt anh? đem teo cho nó đẹp. À. Thường thường mình đi săn bằng đêm á. Dạ. Gà rừng đúng không anh? Gà Em thấy rừng cái á, chân này. cái chân á. Sóc này. Rồi nó cứng ngắc luôn. Nó khô. Cổ Răng đồ anh teo lên đây luôn. Bên đây là cái nỏ đúng không anh? cái nó Để mình dùng cụ mình bắn á. Ở dưới đây anh để củi với lại cái nhà của anh á, anh làm một cái bậc thang để đi vào nhà. Đằng bên đây thì cái nhà bếp đây là mình nấu ăn anh. nó ăn á, nhà bếp á.
Dạ. Trong này đâu cái gì đâu. Anh vậy thì làm bằng cái cây để bắt ngang đó cho nó khỏi bay cái cửa. Dạ. Để... cái sạp rồi anh chị để trên đây hết nha. Đa số trên đây mình nấu ăn bằng củi đúng không anh? Dạ đúng rồi. Dạ. Cái son hay son gì anh? Son cháo heo. Cái thân cây... cái thân cây chuối anh bầm hả anh? Rau muống. Dạ rau muống. Đổ gạo vô. Dạ. Bắp mà anh treo lên đây để gắt bếp luôn. Nó đen thui luôn. Đố cả nhà biết cái đây cái gì nè. Cái đây là cái bò bò nha. Nó tự tự như cây bắp vậy. Anh tiêu lên đây nè, nhưng mà khói á, lửa nó chắc à. Nó đen luôn, nó chín luôn. Bắp nó nè. Đậu, đậu đỏ nè. Đậu đen á. Đậu đen. Đậu đen á. Dạ. Trong này nó đen nè. Này, cái hút này nè. Đó. Dạ, à, em thương đậu đỏ nha. Tên này em thấy anh nuôi gà nuôi heo nhiều á. Gà nuôi được mấy con? Được mấy con à? Dạ. Mấy cái chuồng này là anh lên rừng anh lấy cái cây anh về làm chuồng hết luôn á hả? À, đúng rồi. Anh làm ủ ủ gì nè. Mỗi chuồng giờ anh nhốt khoảng bao nhiêu con vậy anh? Nhốt chắc 5-10 con vậy đó. Dạ, 5-10 con. Gà đây anh nuôi anh để bán mình trang trải cuộc sống không anh? Bắn nhiều mình mắng. Dạ. Mấy cái gùi á anh làm cái ổ để cho con gà nó đẻ trong đây luôn, nó ấp trong đây luôn. Đằng sau nhà á anh cũng làm một cái kiểu cái dáng để mình nằm á. Cái nằm trưa chưa cho nó mát á. Dạ. Cái chuối anh lấy về hả? Để lấy về để sặc cho heo nó ăn. Dạ. Anh lấy xa không? Cái chuối đó anh lấy xa. Xa vô núi á. Từ núi luôn. Núi luôn. Là anh vét. Anh vét xuống. Xuống á. Dạ. Em với anh vào nhà nói chuyện một tí nha. Đa số tên đây anh tầm bắp không hả? Bắp đây bắp giống không anh? Bắp giống, để lấy giống. Nếp á. Dạ. Để bắp trắng. Đây này có chuối chị. Ở trong là trắng. Nãy giờ em cũng vên hỏi tên anh này, anh tên gì? Mai Cương. Anh tên Cương. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? 50 tuổi không biết nữa. Không biết tuổi không biết, luôn. Không biết tuổi tác. Dạ. Không biết tuổi tác. Dạ, không biết tuổi tác. Ờ. À. Cuộc sống hàng ngày anh thường thường anh làm công việc gì? Đâu làm đâu, có mùa để làm bắp. Làm rẫy. Chỉ làm rẫy thôi. Làm rẫy, trồng bắp. Dạ. Là mùa. Như vậy thôi. Mùa này em thấy nó nắng quá sao mình làm? Nắng nghỉ. Mưa để làm. Dạ. Rồi mấy ngày mà nghỉ như vậy là tiền đâu anh xây sở. Biết kiếm vài ngàn ăn, vài đồng ấy. Dạ. Bằng việc là mình chăn nuôi vậy thôi. Anh có chặt củi rồi thêm được không? Củi có à, không à? Anh có chặt củi bán rồi thêm được không? Không. Dạ. Cái hòn rào đá đó là anh một tay anh làm luôn. Một tay làm á. Tính là anh cũng giỏi chứ. Chứ em nghĩ là làm cái hòn rào như vậy á, nó cũng lâu lắm á. Làm một ngày đâu có xong đâu. Anh làm khoảng mất bao nhiêu ngày? Làm một mắt á. Nhiều. Được nửa tháng á. Nửa tháng? Nửa tháng xong á. Đá đây là anh tận dụng ở chỗ đây luôn hay là lấy ở đâu nữa? Ở đây luôn nha. Dạ. Trong đây luôn. Dạ. Tại vì chỗ đây em thấy thằng đá không à. Ừ. Hiện tại anh đang ở là chắc em nghĩ chỗ đây hồi đó anh lên đây á, là cũng là núi á hả? Anh khai thác lâu chưa? Mới làm à? Mới làm. Được mấy năm rồi? Được 2 năm. Dạ. Vì cũng 2 năm rồi. Tên đây đâu? Ở đây 2 năm rồi. Dạ. Tên đây mình lấy nước có khó khăn không anh? Có. Nước xả lắm. Nước uống. Anh lấy từ nó lấy lên đây luôn. À, dạ, nước hả? Dạ. Còn mỗi lần anh lấy gì không bao nhiêu lít? 20 lít, 30 lít á, một ngày á. Hơn. Một ngày anh bình quân là anh cứ lấy 2 đến 30 lít.
Xa. Xa. Mình dắt lên đây cũng đuối luôn anh ha. Hồi nãy em đi bộ từ dưới đó đi lên em cũng thấy mệt rồi, huống chi là anh phải xách từ hai mấy đến 30 lít. Hôm mưa thì nước cũng gần đây mà, coi thì xa. Dạ. Mùa này là mùa nắng này đi xa. Dạ. Mùa mưa thì đỡ. Đỡ. Dạ. Cũng khó khăn anh ha. Là trên đây là điện đài đó, rồi mình không có điện là sao mình ăn cơm? Điện bên nè. Điện bên anh để đây nè. Điện bên. Đeo đồng bên này nè, ăn cơm sáng. Cái nhà của anh đều làm một cái dáng để đồ á luôn nha. Trên đây cũng thấy cũng để đồ rồi. Và bên đây anh cũng có làm một cái dáng nè. Để đồ gạo ở trên đây nè. Quần áo anh chỉ tiêu bằng cái dây thôi. Cái dụng cụ anh để săn những cái con gà rừng này nữa. Cái này cái nỏ này. Cho em mượn coi hình tí nha. Qua đi. Dạ. Anh rót nhọn bằng một cái tê tê này. Để dùng lấy nét nè. Cái đây là anh làm bằng một cái lá. Lá giống như lá cọ với anh. Đúng rồi. Dạ. Lá cọ. Lá nó dài dài á. Dạ. Cọ gai nữa. Dạ. Lá này mình để mình lợp nhà cũng được đúng không anh? Được. Anh bắn bằng cái cung mà. Không à. Chơ bằng tay. Bằng tay. À dây thun anh để gì nữa hả? Dây thun có này. Dây thun. Tâm nào anh? Sao hè. Đó. Thường đi sang bằng điểm. Dụng cụ anh đi sang nè. Trên đây trên núi á, anh săn gà rừng với lại sóc. Còn cái đây anh bắn bằng cái gì? Cái đây nè, anh dùng cái gì, dụng cụ gì anh bắn? Nó tin. Dạ? Nó tin. Nó tin là sao? Nó tin, nó giao bằng sợi dây á. Sợi dây á. Kiểu như cái cây cung á hả? À, kéo ra. Kéo ra. Mà mình... chỗ đây cũng có một cái khứ ngang để mình móc cái đèn dây thun luôn. Móc dưới nó. Mình có co mà mình dạ. bấm hai tay, dạ. Hai ngón tay bấm. Cái này em nghĩ bằng cái tia nó nhẹ, nó lẹt, gió nó lẹt ra mình bắn, tính là anh bắn chuẩn á. Khi mà sức mình bắn có gió, cái đây nó nhẹ, nó bẹt, khó nhắm đúng không anh? Đúng rồi. Ngoài trồng trọt với chăn nuôi ra, với lại anh đi săn, anh còn làm công việc gì nữa không? Không à. Dạ. Cái nhà đây là anh làm lâu chưa? Lâu rồi, đặt 2 năm á. 2 năm. Một tay anh làm luôn. Tay làm. Anh làm mất khoảng bao nhiêu tháng? Nhiều tháng á. Em nghĩ một mình anh làm cũng lâu lắm á. Lâu. Tại vì anh phải lên trên rừng anh chặt. Chặt kè, rậu. Nhưng mà em thấy nha, bà con làm cái nhà này nè. Có đôi khi á, mà hỏi bà con là làm khoảng bao nhiêu năm là kêu mười mấy đến 20 năm. Nhưng mà em thấy cây không bao giờ mục. À. Nó chắc nguội luôn. Cái đây là cây tê hay là cây tê rừng vậy anh? Cây tê á, tê rừng. Dạ. Cái tê nhà thì nó bự. Còn mà tê rừng thì nó nhỏ thôi. Đây là cây rậu nè. À, thăm cây đây nè đúng không anh? Đúng rồi. Loại nó. Dạ. À, cây cung. Cây cung mà anh để dành, anh gắn cái mũi tên vô đúng không? Đó, đúng rồi. Để. Đây này coi chú anh chị. Nãy giờ kêu bóc những tưởng cái gì nhìn mà thấy cái cung. Nãy anh ăn cơm trưa là cái gì? Cá khô. Cá khô. Với lại cơm không? Không. Anh có hay ăn lá đu đủ rồi không? Lá đu đủ có. Dạ. Thường ăn lá đu đủ. Ba cây đằng trước nhà là anh cũng bất anh ăn đó đúng không? Đúng rồi. Hàng gì em thấy nó cái lá nó cao, xét ngọn quá. Ngọn này là đậu bé ăn đó. Dạ. Cái bông mà mình có ăn không?
bông ăn luôn. Dạ. Lá cũng ăn. Bông bông cũng ăn luôn. Bông đu đủ đực á, em nghĩ em nghe nói á, em nghe nói là cũng trị bệnh nữa đúng không anh? Đúng rồi, nghe người ta nói trị bệnh mà. Dạ. Mình luộc gì đắng gì mình có bỏ thêm cái lá gì không anh? Không à. Dạ. Đợt em cũng nghe nhiều bà con cũng kêu là mình bỏ một cái lá mấu vô nó sẽ đỡ đắng hơn. Có người ta là bỏ vui chứ sợ đắng á. Dạ. Mình sợ đắng là mình khỏi bỏ vô. Dạ. Ăn luôn. Dạ, mình ăn luôn. Ăn nó khỏe. Dạ. Lá đu đủ á, mình ăn gì á, được á, nó tốt cả nhà. Ừ. Tại vì cái cây đu đủ á, nó cũng có chất làm thuốc gì trong đó. Cái son này là son gì vậy anh? Son cá. Dạ, em mở em coi thử. Ủa, nha. Đó, đó cá đó, ao vô. Cá sao cá chiên á. Mình dạ dạ thôi, mình chiên. Cá gì vậy anh? Cá khô. Cá khô anh dạ là? Dạ cho nó không. Nó cho nát ra. Nát ra rồi mình chiên. Có xả nữa. Đây này cô chú anh chị. Ừ. Ăn dễ. Bữa đậm bạc của anh này. Đây này là bắp này, bắp rang nè. Bắp rang. Bắp rang. Để mình rang mình ăn thêm. Ăn ra đi. Dạ. Ừ, rất là thơm nha. Bữa cơm đậm bạc của anh á, chỉ là lá đu đủ mình luộc lên. Với lại cá khô á, mình giả là cho nó nhuyễn, là mình bỏ xả vô. Mình chiên qua, mình ăn thôi. Rồi, đúng rồi. Đôi khi hết gạo thì anh có khi nào anh ăn bắp từ cơm không? Có. Dạ. Ăn thấy cũng á, hết gạo bây giờ. Dạ, đây là bắp này. Bắp rang. À, lá đu đủ này cô chú anh chị. Mình kho với gì đây? Kho lá. Là coi nó đắng á. Dạ. Là bữa trưa của anh là gì á hả? Với lại chả cá khô. Cá khô anh đâm nhỏ ra. Dạ. Dạ ra, là anh chiên. Canh đêm rồi em nghĩ chắc anh ăn cơm cũng sớm không? Sớm, còn có điện. Có điện đỡ. Dạ, có điện thì đỡ. Ừ. Ù lạnh rồi, anh có đốt củi rồi cho nó ấm rồi không? Không à. Anh để vậy luôn? Để luôn. Ăn xong đập bình ngủ luôn. Dạ. Tên em mũi không anh? Mũi hả? Dạ. Có chứ. Dạ. Có lúc nó có. Tên núi chắc con nào con nấy mũi bự không anh không? Bằng nhau. Cũng bằng ở dưới làng. Bằng nhau. Mũi. Mỗi khi anh bệnh đồ đau rồi là anh có mua thuốc mà anh dự trữ rồi không? Không. Tự này, tự nó hết à? Tự nó hết à? Tự nó hết. Bệnh rồi anh nằm gì rồi tự nó hết à? Em thưởng rồi anh tên đây anh xuống làng anh mua thuốc mà dự trữ chứ. Anh có thường xuyên xuống làng mua đồ nấu ăn được không? Không. Anh ít lắm mà. Đa số anh ở tên đây thôi. Ừ. Dạ. Tại vì cái đường mà từ đây xuống làng của anh đó, nó khá là xa. Chúng nghĩ nếu mà anh mà đi xuống tệ nào cũng mất phải 40 phút. Nếu mà dưới làng anh đi bộ. Cái mùa đây là anh không có trồng đậu. Mùa này. Dạ. Cái mưa mới trồng được. Dạ. Như em hỏi thật nha. Cái mùa mà mưa anh trồng đậu á, anh trúng nhất á, là khoảng bao nhiêu tiền? Ít. Được một bà học bào đâu. Thu hoạch được 2-3 triệu. 2-3 triệu. 2-3 triệu. 2-3 triệu là mình trúng nhất là anh. À. Mà mất khoảng bao nhiêu tháng? Lâu. Mình trồng khoảng mất bao nhiêu tháng mình thu hoạch? Được 6 tháng, 7 tháng, 7 tháng. 7 tháng. 7 tháng thu hoạch á. Bắt như vậy. 7 tháng mình thu hoạch mà chỉ kiếm được 2-3 triệu thôi. À như vậy thôi. Sao còn em thấy không? Nó khổ chứ rồi. 7 tháng trời mà chỉ kiếm được 2-3 triệu thôi. Dũng cũng nghĩ thưởng là 7 tháng trời anh tệ nào anh kiếm cũng được 10 triệu. Thì xây vào đó 1 tháng mình cũng kiếm được 1 triệu mấy. Nhưng mà 1 tháng thì anh kiếm chỉ 100 mấy 200 thôi.
mình thu hoạch gì đâu, mình phải chở xuống làng mình mới bán chứ. Có anh có lạc hột ra không hay là bán viên tái? Lạc hột. Lạc hột ra nữa. Dạ, lạc hột là mình pha khô mình mới phải bán khô. Chứ. Dạ. Tính là cuộc sống ở trên này cũng khó khăn anh ha. Kể cả khí hậu rồi đó. Nó nắng thì nắng ghê lắm, còn mưa cũng mưa ghê lắm. Mưa có khi mà một tháng thì mưa cũng phải mười mấy đến 20 ngày luôn anh ha. Mưa là đỡ, nắng là khó đi, khó chịu. Nhưng mà tầm mưa gì á, cái đường cái anh xuống làng á, nãy em xuống á, cái dốc á, nó sỏi rồi, mình đi xuống nó có tơn tượng không anh? Như tà mưa á, mà cái đường của anh á, nước nó đổ xuống á, mình đi thì có nguy hiểm không anh? Không à. Dạ. Chứ em thấy nó sói hết luôn á. Đi bộ được, đi xe không được. Dạ. Ở trên này anh chỉ cần mưa thôi. Nắng quá thì... Nắng làm đâu có được đâu. Dạ. Mưa thì đỡ. Dạ. Ơi em đến đây á, em cũng có món quà nhỏ nhỏ của cô Ho gửi tặng anh một ít quà nha. Thì em lên đây á, em cũng cầm một ít đồ khô của cô Ho gửi tặng cho anh nha. Đây là bì cá tích em gửi anh. Cảm ơn nha. Dạ. Và một bì ruốc. Dạ. Em gửi anh luôn. Dạ. Và món quà thứ hai, em cũng trích ra từ quỹ của cô Ho là 200 ngàn để anh mua gạo đồ á. Dạ. Dạ, em gửi anh 200 ngàn. Cảm ơn. Dạ. Đó là quà của cô Ho á, chứ không phải quà của em đâu. Cảm ơn. Dạ. Anh có lời gì muốn nói với cô Ho không? Dạ, cảm ơn cô Ho. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ. Thì con cũng thay mặt anh cảm ơn cô Ho rất là nhiều. Đã mở tấm lòng vàng tặng những cái phần quà cho bà con ở trên đây. Thì con chúc cô thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an ạ. À. Chiều hôm nay á anh có cái cá khô đồ anh ăn á, anh cảm thấy anh vui không? Vui. Dạ. Chắc giờ này em cũng xin phép anh em xuống núi luôn. Do giờ cũng trưa rồi. Dạ. Chúc anh thật nhiều sức khỏe nha. Bữa nào dạ xuống là dạ em xuống lại. Dạ. Khi nào mà có dịp á em sẽ lên đây thăm bà con trên đây tiếp. Dạ. Chúc anh sức khỏe nha anh nha. Cảm ơn mấy em nha. Dạ.